Tôn Vốn chuyển chức chấp 50 xu. Này, đừng qua đây. Thông thiên bản hồn này cũng thật là không đối lý. Nếu không phải hết trước đó đã tạo ra cấm chú sinh mệnh thì lần này chắc chắn là hiểu rồi. Cấm chú sinh mệnh phóng thích. Cũng may bọn họ vẫn bình yên vô sự. Anh tưởng hợp đỡ cậu trở về rồi, không sao chứ? Ừ, không sao. Chúng ta thu thập một chút rồi chuẩn bị trở về thôi. Anh tưởng chết rồi vì chúng ta. Không, tới đó anh ấy hy sinh vô ích được. Ở đây nguy hiểm quá, mình phải đưa hai người bọn họ đến đây an toàn. Nhưng anh tưởng ở quanh đây có thông thiên mãn hồn chí tôn cảnh đỉnh phong xuất hiện, quá nguy hiểm, chúng ta không tiện đưa thi thể của anh ấy đi. Chỉ có thể sắp xếp ở trước đây. Hơn nữa, thông thiên mãn hồn có thể tấn công bất cứ lúc nào, với thực lực của nó chắc chắn sẽ chèn ép được tất cả chúng ta. Chúng ta phải lập tức trở về báo tin, cố gắng làm tốt việc phòng thủ. Ơi, cứu mạng với! Ông trời ơi, đó là cái thứ gì vậy? Chạy mau! Ủa, cơ thể lớn như vậy ít nhất là chí tôn cảnh đỉnh phong. Hình như là nó đang đuổi theo ai đó. Không phải là anh tưởng đấy chứ? Anh tưởng là vì yểm hộ chúng ta nên mới mất tích, tôi phải đi xem sao. Này, cậu đừng có manh động. Lý lão đại của tôi, trong tay tôi có tình báo cực kỳ quan trọng cần báo cáo. Lý đáng, cậu tự ý dẫn thông thiên bản hồn đến đây rất có khả năng có thể khiến cơ hội của giáo chủ thành công cốc. Chắc cậu cũng biết đó. Kết cục tộc giáo chủ tức giận là gì? Tin tôi, tình báo của tôi chắc chắn sẽ không khiến giáo chủ thất vọng. Được rồi, tôi tin cậu một lần. Con quái vật này giao cho tôi trước. Cậu hãy mang bí mật của cậu đi trốn trước đi. Chút nữa thì hội hợp với tôi. Cảm ơn Lý lão đại đã cứu mạng. Chỉ tông cảnh đỉnh phong thật sự là không chọc vào được. Hay là mau chuồn đi thôi. Anh là ai? Các người lại là ai? Công tôn liên tích của học phủ trường khí. Học phủ trường khí? Anh cười cái gì? Biết tưởng hành không? Hay là tôi tiễn các người đi gặp ông ta đi. Anh đã làm gì anh tưởng rồi? Đương nhiên là cho đi gặp Diêm Vương rồi. Mày muốn chết? Lý đáng này đúng là phúc lớn mệnh lớn, vậy mà không bị thông thiên mãn hồn giết chết. Hử? Công tôn Đỗ Yển Đình, Mạnh ca, sao bọn họ lại đánh nhau rồi? Xem tình hình này á, là phải đi cứu người. Hơn nữa Lý đáng biết quá nhiều bí mật của mình, không thể tha hổ vào rừng được. Sao thế? Hai người mau chóng trở về báo tin đi. Chắc ở đây không còn nguy hiểm gì nữa, bọn họ có thể tự trở về được. Cậu không đi cùng sao?
Tôi phải đi tìm Công Tôn, tôi không yên tâm với bọn họ được. Vậy được thôi, hộp đợi chú ý an toàn nhé. Lý Đáng rất mạnh, tình hình bây giờ của bọn người Công Tôn rất là nguy hiểm. Thứ tái thần diện đã đến lúc xuất hiện rồi. Sao vậy? Em còn có chút chuyện. Hay là học tỷ vợ trước đi. Alo, tôi là Giang Nhớ Tâm. Nếu như tôi ở trong lòng chị vẫn còn chút địa vị thì hãy làm giúp tôi một chuyện. Các người sẽ không thật sự cho rằng dựa vào các người là cái tập báo thù cho thằng vô dụng kia chứ? Cũng chơi chán rồi, bắt đầu từ mày đi. Cô gái, để tôi tiễn cô một đoạn. Xong rồi, lần này chết chắc rồi. Các hạ là ai? Cái tên súc sinh như mày cũng xứng được biết à? Xin. Mình đây là chết rồi. Nói lên tên gì vậy? Lỡ với tiền bối này đã cứu chúng ta. Cảm ơn ơn cứu mạng của tiền bối. Không cần đâu. Các người mau đi đi, ở đây cứ giao cho tôi. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Các người coi tao là không khí sao? Mày có môi phong lẫm liệt đấy, vậy thì tao giết mày trước đây. Đi. Tiền bối bảo trọng. Có thể sử dụng kỹ năng hồi máu mạnh như vậy, chức nghiệp của mày là loại hình hỗ trợ đúng không? Coi như vậy đi. Một hỗ trợ nhỏ bé lại dám lên mặt với ông nội Lý của mày, đúng là tìm chết mà. Sao mày lại cái tam nhận kiếm? Chẳng lẽ mày là Trương Tích Phong à? Đánh thì đánh đi, nói vậy, nói nhiều vậy làm gì? Thế này khó giải quyết được, phòng ngự không chút sơ hở. Mình không thở đến lâu được. Dù sao thì thời gian biến hóa của tự tại thần diện có hạn đó. Mẹ kiếp, sợ cái gì đến cái đó? Tác dụng của tự tại thần diện sắp mất rồi. Tam nhận kiếm của mày đâu? Không còn mày phải quan tâm. Trong lúc nhất thời đúng là không tìm được năng lực gì phù hợp đối phó với Lý Đáng. Mày căn bản không phải tam nhận kiếm. Để tao xem rốt cuộc thì mày có bí mật gì. Hôm nay đúng là nó nhiệt thật. Hết tin này đến tin khác đến. Bớt nó nhiều đi. Kỹ năng này, lực sát thương này. Rốt cuộc thì mày là ai?
Tao, ngươi giết mày Phi Hoa Dân với ảnh là mày thứ thật. Với tiền bối này có thể giúp đỡ tôi chút không? Nhưng người này cho tôi được người ta ủy thác nên mới tự tay giết hắn. Tôi với người này kết thù không bằng chúng ta hợp tác. Nếu nhận như ảnh ra tay tương trợ thì trước khi tự tại thành diện mất hiệu lực, hắn có thể giết được lý đáng. Thứ thật, tôi và cô không thù không muốn. Cô không phải được thương hội thôi sao? Lại muốn buôn mạng tôi trả gấp đôi cho cô. Được, vậy thì giết hắn. Tạm biệt. Chuyện gì vậy? Thượng đế chi nhãn. Thành viên huyết nguyệt giáo đánh với thông thiên mãn hồn là ai? Trông có vẻ rất mạnh. Mạn xương xanh này là mãn hồn độc vũ. Độc vũ chí tôn cảnh đỉnh phong có mấy người chịu nổi? Không được. Xương độc lan hóa nhanh nó lan ra toàn bộ biên giới mãn sơn thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Về ta chỉ có tí chí tôn cảnh trấn giữa hậu phương, tạm thời cũng chưa nghe nói cái viện binh nào khác, xem chỉ có thể tự mình ra trận. Chuyện ở đây xong rồi, việc thu dọn lý đáng giao cho cô đấy. Ta còn có chuyện, đi trước đây. Ấy, tiền bối. Thông thiên mãn hồn đã rơi vào thế yếu, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Chi bạn thử qua kết giao với mãn hồn 2-1, hẳn có thể tiến lên hiếp nghiệt giáo kia đi. Giết. Người đến là ai? Người lấy mạng chó của mày. Các hạ là người của huyết nghiệt giáo đúng không? Đúng vậy thì sao? Hành bất cải danh, tỏ bất cải tính, thiết trưởng Lý Phong. Thông thiên mãn hồn, chúng ta liên thủ tiêu diệt hắn. Sau đó ngươi có thể rời khỏi biên giới. Tờ quay vừa hiện khâu sơn như thế nào? Khá lắm, sắp bị đánh thành bã cả rồi, phải mau nắm cơ hội chúng ta cùng đẩy một đợt. Được. Biết vậy thì đã không ra khỏi lãnh thổ rồi. Hai chân thú chẳng có đứa nào tốt cả. Cuồng vọng chỉ dựa vào các ngươi thôi sao? Tôi thấy các người đang tìm đường chết đấy. Người anh em, ta kéo chút thời gian cho người. Người mau niệm đại chiêu đi. Cảm ơn. Cảm chú hỗn nguyên lĩnh vực. Thẩm phán tận thế. Thứ
Thứ thần tha mạng, tôi sẽ lấy bí mật của Lâm Hàn đổi lấy một mạng của mình. Đây là một bí mật kinh thiên. Ồ, nói cho ta nghe đi nào. Thân phận thật sự của Lâm Hàn là người của Huyết Nguyệt giáo. Hắn cũng có chức nghiệp thứ hai, thậm chí có thể sử dụng tam đại cấm chú của Huyết Nguyệt giáo. Hắn ngươi biết quá nhiều rồi, chỉ có người chết mới biết giữ bí mật thôi. Kia là cấm chú trước đây được Lâm Hàn sư phụ dùng. Hình như đó là hướng mà vị tiền bối kia mới đi từ đó ra. Chẳng lẽ hắn chính là sư phụ Lâm Hàn? Thẩm phán tội nhân Lý Phong. Ngươi mà cũng đòi phán quyết ta sao? Lần này chắc chắn đã trúng chiêu rồi nhỉ? Chỉ có vậy thôi sao? Thế mà cũng lấy ra, đúng là mất mặt. Vãi chúa, không bị gì luôn sao? Tiếp tới, tên lượt ta phản kích rồi nhỉ?